Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Ngày mới em xin mến chúc toàn thể cô chú anh chị và các bạn sức khỏe và bình an. Hôm nay em tiếp tục đi bán giấy số của chú anh chị. Hôm nay em sẽ đi vào cái đường cũ em đi bán. Em mời cô chú anh chị và bạn đi bán giấy số cùng với em nha. Em cũng cầu xin cho bữa nay cô chú anh chị và các bạn mua giấy số của em trên Zalo cũng như là trên Facebook và trên con đường của em đi bán sẽ được gặp nhiều may mắn. Em cũng còn mong may mắn chúng được giải lớn của chú anh chị. Thôi giờ em đi bán giấy số thôi cô chú anh chị ơi. Tâm, anh Liệt, giấy số. Đúng rồi. Chút xíu chạy lên nè. Chút xíu mới chạy lên. Bữa trước em đặt lợi cái xong nó không gửi cái xong sau này nó kiểu như thấy xả cống vô rồi cái em cũng không có đặt á rồi phải cái em không có mua nó. Cái này đặt không được. Cái này là đặt lợi đặt đâu được em cũng nghĩ đặt. Cái này xả cống vô á. Xả cống vô nước vô ra. Nước nó không còn kiểu giống như là nó đứng chỗ nữa mà nó cứ nó cạn xèo luôn mà nó lớn thì lớn thô quá trời lớn luôn. Quá tiền là bán thiếu luôn á. Anh em không hả cũng đỡ chứ ngày nào cũng hết chứ tâm ơi mình quen có thiệp gì bán không bẻ đâu nút vô tâm dạ để đóng cống ấy rồi cái em đặt lại cho em cũng đặt lại luôn của em luôn. Ừ, có đặt đó, dạ chứ lúc này là đặt không được đâu mua mua lẹ em cũng không có đi đặt không gài cũng không gài cũng từ bữa mà xả cống đó mua 60 ra bị hai con từ bữa xả cống tới giờ là em nghỉ luôn á bữa ngày đầu tiên ngày thứ hai xuống máy nhanh 4 ông quên như sáu ba gì vậy ra bảy sáu ba đúng ba con đặt luôn phải thêm hai con đó nhưng cũng mừng chồng ông quên giờ thấy 60 hết hộp luôn chạy hai rồi mà cũng trúng mà trúng được hai con đúng không? Mình mua mà mình mua ví dụ mình mua số đó mà nghe nói số đó đặc biệt cái cũng kịp cho bộ mà chưa dò biết sao cho giờ chưa dò là còn cơ hội rồi đúng không đúng chính xác luôn rồi cảm ơn Lễ với lại rồi đánh cảnh vậy lên nhậu chơi bữa nào khỏe khỏe bữa nào khỏe khỏe tại mới mổ một thừa để hỏi là khỏe đi nhậu đi chưa á dạ bỏ nó mổ một thừa quên đi mổ một thừa nào khỏe các em chạy lên mới mổ một thừa ở đây chắc chưa được đâu à cũng 2-3 tháng hả cả khoảng 2 tháng đúng rồi 2 tháng là được hả dạ em cảm ơn anh Liệt cảm ơn anh nè để tranh thủ chạy lên 4 rồi rồi xong rồi lên anh Phước cút chuột trên đây nè. Trên quán còn á. Ừ. Làm đi ạ. À. Ừ. Ngủ luôn. Đây là cây cao này là ta ăn trầu của chú chị. Đây là cây cao này là ta hái trái cao để mà ta quất trầu. Ờ, thấy nó mừng quá trời chị ơi. Thấy nó mừng quá trời luôn. Bữa cha con mua xém trúng độc đắc luôn con. Trúng được 3 vé luôn. Ủa đặc biệt trúng được 3 số chứ nói lộn trúng 3 vé. Bữa nào xuống dưới chơi ha. Làm xuống dưới lại bé Vi chơi bữa nào chú đường khô với chú chở bé Vi lên đây chơi với con nha. Ừ. Hai đứa chơi hạp lắm. Dạ. Bé Vi dưới cũng chịu chơi với bé Mi này nữa. Hai đứa chơi hạp lắm. Dạ. Chẳng ngày chị tư chuốt cái này ăn ký được nhiêu chị? Có 6.000 ký à. 6.000 ký là cái này là tươi nghe cô chú anh chị còn khô là được có 4.5 hả chị? Khô vậy đó là 6.000 á, hơi khô vậy đó. Dạ, ý là cộng vừa khô á. À, vừa khô bây giờ tắm mua nữa, hè tắm mua nữa. Dạ. Ta mua cộng tươi không à. Cái khô bây giờ tắm mua.
này là được 6.000 một ký, mà chuốt một ký cũng lâu lắm rồi chú chị. Chuốt xong rồi phải phơi khô nữa. Đó là một ký là 6.000, mà ở dưới quê thì có gì làm đó, không có đi mằng cỏ thì ở nhà chuốt lá dừa hả chị? Chứ giờ mình ở không, thật sự đi làm quen ở không chịu nổi đâu. Dạ. Mũ ơi. Gặp cả nhà nha. Lâu lâu lắm mà mới 4 ngày mới gặp lại đúng không? Ai vậy? Số gì 4 ngày mới lên làng rồi sao biết đường mua không? Tại em chạy đường kia kìa. Mới mốt rồi. Mới mốt thì nhớ lên đừng tao biết đường. Tối đừng tao nằm bao sáng ngày thấy đừng tao mua đâu chứ. biết lên đừng tối đó nằm trên bao rồi ha. Bữa hôm bán bữa hôm trúng ba con đó. 7-3. Phải ba con trên này cũng được tiền nha. Phải ba con trên thì dưới. Phải ba con trên ra ba tờ cũng được 600.000 nha. Bữa đó 2 tờ hay 3 tờ? Bữa đó 5 tờ là. 5 tờ hả? Rồi ngộp bộ mà nếu mà lô trên đó mà được tới 1 triệu đó. Mà lô đó mà ở dưới mà thêm 3 con đó thì thôi. Số biết gì đâu mua đại. Cái này là mua ủng hộ đây á. Ok em cảm ơn anh. Chứ không có nằm mơ đúng không? Ừ, không có nằm mơ. Không có nằm mơ đâu. Rồi ba vé. Ok anh, cảm ơn anh. Bo 20 luôn á. Ừ. Cái chế thôi chứ bo gì. Cái nào ra cái nào chứ. Anh cảm ơn anh bố. Dạ. Rồi chúc anh chiều nay vô 6 con chứ không giống như ba con bò ổng nha. Rồi vô 5 con cũng được rồi. Vô 5 con có hơi kiền thôi cũng được ha. Thôi em đi bán anh bố à. Em đi bán tiếp mà chị Tư hay bé My. Lúc nào chú chở bé My lên. Bye bye con nghe. Giờ chuyển nghề rồi. Có gì chỗ vậy? À, cái camera. Chăm sóc là bởi vì bên chuyện xảy ra chuyện gì rồi sao? Mẹ bên chuyện, tôi cho rằng bên chuyện bị suy giảm nhận thức, mức IQ của con bé thấp hơn các bạn khác. Tôi kiến nghị như thế này, có chuyện đến một trường học đặc biệt, trung tâm ủy thác chúng tôi sẽ viết cho con bé một bản chứng minh. Bên chuyện chẳng qua chỉ là chưa từng tới trung tâm chăm sóc, nhưng con bé học hỏi rất nhanh. Một đứa trẻ 5 tuổi. Nhớ già thì lên nó mừng, trời ơi nó mừng, nó thay dép nữa kìa. Mới thay chiếc dép đang cấp về bệnh. Thôi cảm ơn anh Tám về chứ anh Tám ơi. Con xin lỗi mẹ. Dạ 200 anh Tám. Cảm ơn cha. Bán được 4 ngày. Được 4 ngày. Sao với số sao rồi? Em bữa có lên mà không gặp anh. Hả? Em chào chị. Trời ơi, đủ vừa đi quay mà vừa bán vé số vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Nó bữa em có đi ngang mà tại em thấy không có anh nhà. Lúc nào quay đâu? Em đi quay tầm lắm chứ. Định đi bán vậy cái thấy người ta nhiều cô chú anh chị coi xem cũng thích á, thấy được cảnh quê hương chỗ này chỗ kia cái ta lên cái ta thích đó chị. Rồi thành thử ra cái em bán hôm nay cũng 4 ngày. Thấy cô chú anh chị xem cũng nhiều. Để ra cái giờ mình đi bán mỗi ngày mình đi, em đi chỗ mới vậy đó. Mới lại anh 4 vậy anh 8. Tránh ha. Dạ. Thấy cũng vui. Thấy nhiều rồi cô chú anh chị xem thấy cũng vui. Rồi em cảm ơn anh nha. Rồi chúc anh may mắn nha. Cảm ơn anh chị. Chúc chị trúng số ha. Dạ, chiều thấy chiều mà chạy lên là biết rồi đó. Chiều chạy lên đó anh ơi trúng số rồi ha. Dạ, 5 giờ nè. Giá được vậy á. Dạ. Là vườn Sabo. Sabo. Có bưởi năm rồi. Ở trên đây là khu vực trên đây là Ninh Thới của chúng chị, thành thử ra là Sabo rất là nhiều luôn. Sabo với lại chút sáp. Anh Khải ơi, anh Khoa anh có dặn em mấy tờ số á. Sao em? Anh Khoa anh dặn chị Kiều lấy vô giùm ảnh 7 tờ giấy số. Vậy hả? Ừ. Thả vô ta.
số gì mà nó dặn vậy trời? 19 99. 19 con tà, 99 6 tà. Vậy hả? Dạ. Hôm nay đi bán vé số luôn hả? Dạ. Ui, đâu có lượng mấy tờ mua rồi. Bây giờ đã ta. Ủa, đăng mạng hay gì vậy? Đăng lên mạng rồi đi bán luôn. Dạ. Rồi quay clip nữa. Dạ. Trời, làm đi xài tiền quá rồi. Cố gắng làm lên không? Cái gì đâu mà rớt ghê vậy đây? 91 gì nữa nè. Tại ta mua rồi cái lúc sót nha. Dạ. Tối anh đăng lên trên Zalo rồi anh ba anh dặn là tối hồi sáng chạy lại đây mà lúc đó anh còn đóng cửa. Ừ, ngủ trễ. Rồi mới nhắn tin nó để chưa chưa xíu. Ừ, số đẹp nhóc luôn. Nó để chưa chưa xíu anh mới quay lại. Nó thiếu gì vậy ta? Số 2 hả? Số 2 đi vé đi. 3 vé với con kia 7 vé. 7 vé là 10 vé. Dạ. Nghe gây chưa? Cắt và mắt bằng 10 vé. 10 vé không? Dạ. Chào. 191 ta. Cho 10 ngàn ơi. Cho 10 ngàn. Cho 10 ngàn ơi. Nãy người lụm ơi. Ờ lẹ. Trả tiền không? Ờ, đưa tiền đây. Thôi, đưa tiền đây đi. Đưa tiền đây tôi trả tiền cho tao hả? Đưa lại đây. Lấy cái chuyện mua nó tôi quýnh nha coi. Dạ, cảm ơn chị. Thì sao này có 100 ngàn đủ tôi mua nữa. Ở đây á chị. Chị không có lấy tiền thì chị lấy miếng xấu. Ở cô với lại đậu hướng ghê lắm. Đúng không chị? Cái đó đỡ cỡ không nghe được rồi chạy em đây cho chanh ớt rồi chị chanh ớt con quay chị ơi cảm ơn chị nha. Rồi cảm ơn. Ừ. Bữa nay giấy số đổi bún nước lẹo thôi tiền luôn rồi cảm ơn chị chúc chị bán đắt nha. Ba chị luôn nha. Không mà ở đây dạ kênh Trương Văn Khánh đó chị, giới thiệu kênh luôn Trương Văn Khánh luôn. Có YouTube của em, có tên của em luôn không? Dạ đúng rồi chị, em tên Trương Văn Khánh là kênh YouTube em tên vậy luôn. Chúc ba chị ăn ngon miệng nha. Có số nào không gì mà này bánh chè. Dạ bánh chè với lại đầy mặt liêu. Còn không không đi bữa bán trời ơi lộn đài chúng số đầu hai đài mà nó lộn hết trơn. Bán đài này ra đài kia, bán đài kia ra đài nọ. Cái của chú chị là lúc trước là cái đường chưa làm đó là bình nam cái 2 mét nè. À, chiếc xe đó, đó là để lôi cát với gạch, đó là anh trai nhà này. À, chở cái với gạch vô lôi vô cho đổ xăng bà đó mời hoài thôi đổ 40 tính đổ 50 thôi đổ 40 trừ lại 10 mua vé. Dạ. Này mà một vé hai vé vậy hai vé rồi cảm ơn Dưỡng nha. Trời ơi vì bảy gốc lá dừa để dành chốt mà như đây nè cô chú chị cần hết cánh máy rồi đó mình nó tụt hôm đó 5 ngàn tụt còn có 2.5 chốt mà được 1 tấn mấy luôn. Ừ. Bị cũng lâu mấy tháng trời. Dạ. Đâu có bán. À, dạ, dừa là trái dừa trong vườn nó rụng xuống rồi mình đốn mình gốc thôi. Nói nè, khô nó rụng mình đi kéo về gốc. Mà 1 tấn mấy luôn. Ừ. Kéo về rồi ra gốc ra vậy đó rồi vuốt. Trời ơi, kéo 1 tấn mấy đó là đuối cái tay lắm rồi. Tấn 2. Bây giờ cũng được 600.
Dạ, trời quá trời trong trong cái chậu của ơi, chị. Ơi. Trong đó là trời. Có gì hỏi hai hỏi. Trong đó là chắc ra hồi nào cũng vậy. Trong đó là 600 kg đó hả Dượng? Quá trời. Mà chính ra về gì bảy gấp hay thiệt. Không giỏi thì không mấy được năm rồi á. Dạ. Đi về nghe hai đứa. Có coi clip không? Tụi học có thấy con không? Có con á. Bà chị tôi ơi, với số bà chị tôi ơi. Số ơi. Nó không có rồi. Bà lớn chủ phòng, bà nhỏ ai? Dạ. Đây mẹ. Trời trời, anh chưa đủ mở cam em mẹ, anh chưa đủ mở cam. Còn vé đấy vậy bà chị? 53. 53. Cảm ơn chị nha. Dạ, ngày mốt kiếm xăm bà đem theo mỗi ngày cũng được. Hả? Bữa nào chỉ coi YouTube. Được bình thường thôi. Chị nói thiệt. Chị em muốn quay này chị ta chặt thiệt. Có gì chị em không ơi, gì em đơn giản là bữa nào em bán gần hết em vô đây cái em tán giúp chị biết biết quay rồi. À vậy hả? Dạ. À, bữa nào rảnh chị em mình tám. Dạ, bữa nào rảnh với em bán. Thì hết chạy vô tám gì dạ. Em ra chừng lít rượu hai chị em ngồi cười cái hồi là biết cái quay YouTube luôn rồi. Ok. Ok. Không, cái đó dễ mà. Chào chị heo sữa. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nha chị. Đi bán tiếp. Cũng gần hết rồi. Cái số chú ơi. Bến Tre. Dạ, bữa nay Bến Tre với lại Bạc Liêu. Cái số rồi chú. Vô te xong cái em quay vô trong bắt xuôi em trong súng gió còn như đây nữa hết thì cô chú chị cái số bà chị đẹp gái nhớ em không đúng rồi bao nhiêu số mà có cái gì trên đầu á máy quay phim đó coi gì mà đổ đủ nghệ như vậy. Trời ơi trời, làm gì ra tiền mình cứ làm thôi chứ phá nghề luôn á. Lâu ngày rồi không gặp rồi, giúp em múc ra và tại số chị ơi. Trời ơi. Mua tờ chưa nhờ nữa mà không biết. Dọn mà lấy thịt để đâu mất hết trơn, người tiền quăng đâu hết rồi. Bởi vậy. Bắt vô thịt để còn xương da không nè. Bởi vậy, ống nhôm nhách mới mổ được thừa tháng mấy. Thôi cứ bệnh đi. Ừ. 37. 37 mấy ba. Ủa, lâu quá trời. Mày trốn đi đâu hết trời. Đẹp trai quá ơi. Ủa. Đón trai lại lại. Bến. Có giờ số không chị? Dạ không, em biết bỏ đâu rồi. Trời trời. Bỏ nhà quá. 5. Rồi, cảm ơn bà chị. Mình không ngon. Mình có em tàn. Đại gia đi mua bán số này. Cô phải thêm nữa. Ờ, tính làm cái gì? Rồi tiền nhóc chân cho em đổi 100 ngàn con nhỏ đây. Ok, lấy cho em thôi. Lấy cho em đổi với
Một cái đó 500 mà bằng nó luôn em. Trái gò mà chị. Dạ. Rồi 100 chị nha. Dạ. Bạc nhỏ nhiều không? Cho đổi 200 với 10 ngàn, 20 ngàn được không? Anh đâu là? Anh Cầu Quang nè. Chung với Khánh Lầy phải không? Đúng rồi. Youtuber hả? Nhỏ đó. Đi hả? Ừ. Tên gì em lên follow cho. Trương Văn Khánh. Được không? Bà nghề thì... Nè, ông này đã tới rồi, ông vô điện thoại rồi. Trương Văn Khánh nè con. 300 ấy đi, 200 giấy mặt nhỏ đi. Rồi, lại cho 10 chú ngàn, 20 ngàn đi. Để đăng ký cho chú rồi á. Trương Văn Khánh con lên nè, ngày mai con gặp con à. Trương Khánh này đó nghe, không phải Trương Khánh giờ nha. Trương Khánh nó đẹp như vậy, Trương Khánh giờ xấu nhiều à. Hồi đó đẹp như sao giờ xấu nhiều à mà. Cái có được lúc đẹp là hơn rồi. Còn mở đèn thì nha, thôi nhìn chút chút nữa. Cầm gì? Được nhiêu người đăng ký anh? 40,000. Tại hồi chưa em cũng có kênh trên 100,000 mà mắc thì xếp được cái em bán. Bán được nhiêu anh? Bán gì đó bán được 85 triệu. 85 hả? Quen không ạ? À? Rồi đủ rồi, đủ nghe chị. Mà đó thì đó rồi hả? Thánh Lầy đó. Hồi đó bán kênh đó đó. Ừ. Ông nào nói bánh mì đó. Thì đó. Còn nhớ mà. Còn nhớ ông mới nói đi làm bán ngày đó. Mười mấy triệu đâu đó. Cục đó không đó. Đi bán chứ cực khổ. Bán gì đam mê quá. Mười mấy triệu cái cục đó đó. Không, em bán em quay clip nhiều cô chú anh chị thích xem mình đi vô cái, trong cái đường quê vậy đó. Lời nói vậy lụm mặt chục chứ không phải lụm mặt ngàn đâu nè. Tại vì em hỏi sao giờ ta nghỉ công ty ta đi quay vậy không? Ừ, tại gia không? Hên xui thôi chị. Em cảm ơn hả chị nha. Là một cái hướng này á, là cũng nhờ trong te te được này cô chú chị, quẹo qua đây là gạch lọt, còn cái đường này mà chạy thẳng luôn á là xuống Duyên Hải, Trà Cú Duyên Hải luôn á cô chú chị. Còn có một hướng bên đây á, là cái đường trắng nhựa là đi về Ca Bọt, về bên Tân Hòa. Hướng ngay đây là về bên Tân Hòa. Mình chạy qua bên đây bán cho ông Két. Xong mình mới quay qua bên cầu, mình chạy qua xong gặp chú Mười. Có nhà trốn két ơi. Sáng giờ có gặp anh Long anh két à. Em đâu có gấp đâu, nên nói chung em bán gần hết rồi. Không muốn gấp thì bán gần hết. Gấp thì đập chân ly nước ngọt uống rồi đi. Bán riết. Giờ này cũng còn sớm. Đây. Em ghé nhà anh trai hồi đó em ở trong đây cũng hay đi với anh trai đi tối đi sô gắn sô ếch cô chú anh chị văn lưới nữa hồi đó nhớ đi đập lưới đó rồi cao quá chị cá luôn lưới đó để dành em mới mốt tới mùa để đập bữa nay đập anh chạy vô rồi. Lại đi còn xui đấy số trọng không mà công mà hai ba dịp dạ. Còn như đây cũng ít là vô cho anh chị thấy nhiều số đi chứ còn ít sạch cái máy vé mà. Để bán ngàn hết cho em đăng lên trên Zalo cái phần này chụp
Mới hết gì hôm nay em mổ cực thừa. Cảm ơn anh chàng. Em mổ cực thừa. Lâu quá có liên lạc gì đâu biết ai tôi cũng đi. Tới luôn. Lâu đi hoài. Em cảm ơn anh Trác nha. Tranh thủ em còn mấy vé đi bán cho rồi coi. Bán đi, bữa nào ấy bán chạy vô. Dạ. Làm bán được nhiều ủng hộ chứ sao. Dạ, tờ hay tờ cũng được, có ủng hộ ai mốt là mừng rồi. Hên xui chạy cho thì mình được vô tờ mình cũng đỡ khổ anh Trác ơi. Rồi. Chứ hoàn cảnh em mà anh ai cũng vậy thôi. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Giúp được cái gì giúp. Ít nhiều chút đỉnh cũng được. Dạ rồi, cảm ơn anh, bye bye anh nha. Hẹn gặp lại nha em ơi. Chiều nay đi. Chiều nay đi. Gặp vậy nó mới vui. Dạ. Rồi, bye bye. Chó bà chủ ơi. Chó phải chạy tới nhà luôn à. Cả tao điện mua số bỏ ống đi kìa. Số nữa. Gì gấu? Đâu đi đâu con? Đi làm hả chị? Đi làm. Thôi vậy đó. Đi đâu hả con? Tôi không mừng dữ lắm mà. Tôi không mừng dữ lắm sao nay sủa với con? Đó, về nó hiện đó. Sao nó lần nó lần nó xanh rồi hả? Nó có xanh lần nào chưa? Nó đẻ chứ. Nó đẻ một lần nè. Lần là gì đó cho ông kiệt chứ gì? Rồi tới giờ luôn rồi chích thuốc năng luôn hả? Chích thuốc năng cho nó đâu đẻ đâu. Này chứ nó mập. Này chứ nó mập thù lù. Cái này nó ốp rồi đó. Cái này bán đỡ không? Cũng đỡ chị. Đây chị ủng hộ được chơi vé nào hay vé đó chị? Đây mua ủng hộ cho vậy nhé. Số lượng mình đâu lưỡi số. Dạ đúng rồi. Mua hoài số đầu còn chút. Anh xui rồi. Thế sao chị? Em còn ngất vé nè chị. Trúng thì chiều nay hai chị em mình chia. Em trúng em cho chị trúng chị cho em. Có cho em không? Cho á. Cho hai cái là mình tất nhiên là phải cho người bán cái số rồi. Cho dễ trúng tiền để đâu. Bánh chè. Dạ. Rồi lại đi. Tôi cầm chim bao không? Tôi có. Chim bao thấy con gì? Chim bao thấy gì? Nói chi trời. Không thấy con gì. Rồi mình số đó. Anh đi đại đi. Hồi bữa em nằm em thấy năm con cái sáng ngày em nhớ lại hoài nhớ được. Thứ gì mà nằm? Ngu nấu. Còn hai vé lấy hai vé. Anh nói về đi rồi mua trùng với bà làm sao? Không có, có hai vé à. Không có tao lấy hết luôn mà không ngay số của tao. Nhưng mà thứ gì? Ngu nói. Nó không có, đã nói trong đó không có rồi. Em cảm ơn chị. Chúc chị chắc chắn nó trồng có 6 số rồi đó. 996. Thôi đi trời. Còn tiền không có mấy số nữa nè trời. Không có là thiếu rồi coi đâu. Mua đi nó tặng lấy tiền. Mua một tặng mậu mà lấy tiền hai á. Vũ làm thường thường mấy giờ mới về chị? 8 giờ rưỡi, bữa 9 giờ, cái này tăng ca 8 rưỡi 9 giờ không? Anh chị nhà nuôi heo thì cạo trào kiếm tiền mà mua vé số bỏ ống. Số bỏ ống? Ai biết được. Chuyện chờ cho lúc nào mình đâu hay đâu. Sáng thì cơm nước heo quéo rồi thì cạo học đạo. Dạ. Nói không chi. Đứng nghe hết phòng con chắc bộ ông đầy à. Xin chịu thôi. Mấy con gạo là năm thấy con nào cũng mập hết trơn ha. Năm to rồi. Em nấu cháo cho con thôi nè. Bà... Còn đó, còn 50 ngàn tới đưa tiền cho mẹ tí. Bữa nay bà chủ chơi lớn luôn. Trong cái chị đang đưa áo anh xui thôi mua gì. Cái thôi ừ cái đó. Hết tiền rồi, sáng đi chợ hết tiền rồi nè. Chị ta. Ngày bán được nhiêu? 200. 200 sáng giờ còn nhiêu quá hả? Ừ. Hay rồi. Còn 4 mấy vé à. Má bốn cho bán vé số nữa trời. Trời, mày bán chắc tân đi không còn. Trời. Lạnh vô á. Sao lạnh? Hai ghiền chưa ngày. Không, chắc ngoài bán nhờ vé số á. Bữa mà thấy ở dưới năm mai với nhỏ bán vé số không? Thôi. Mà thấy nó bán vé số không? Thấy mướt không? Cảm ơn chị chủ nè. Mà chị chủ Dung à.
Trên mạng ai cũng kêu bà chủ chị. Rồi bye bye chị luôn nha. À, chúc hai chị may mắn nha. Đi về đi, tranh thủ còn có nhiều vé. Miễn có trúng là em mừng. Rồi bye bye hai chị nha. Tranh thủ còn nhiều vé đi bán hết rồi. Ông hỏi về tại số anh Hưng. Làm gì đi bán số rồi? Bán số quay clip nè. Nay bận quần đẹp với ta. Nay bận quần đẹp vậy. Gì? Nay bận quần đẹp vậy. Giống như đi lính Mỹ mới về. Nay còn mấy dáng như vậy nè. Mày lúc nãy anh làm gì nữa anh Hưng? Dạ, làm mẹ gì đâu. Chờ nhà anh là ngay đây luôn. Ừ. Tại mà từ đó giờ anh tưởng đâu khúc trong kia không? Của đó. Cái này có gặp ông Trạng không? Trạng cỡ mà lợt quá. Ông Kiệt thì ổng đâu có ở đây đâu, em lên mấy lần không gặp. Kiệt hả? Dạ. Kiệt cho Vinh á. Lên mấy lần không gặp. Dạ, em được cho Vinh. Để chúc anh chị may mắn nha. Cảm ơn anh. Còn như đây danh thủ người qua chứ mùi chạy xuống Long để cái gì chạy về nhà lên vũ rồi nãy giờ lên vũ rồi vậy dạ tự giờ nói chuyện với chị Dung rồi rồi cái chị về nhà cái ba nó Út Mặn hả dạ ờ vợ anh vũ nãy nó mới đi vũ đi gặp anh ngoại không cảm ơn anh Hưng nha rồi 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 trời ơi anh Bảy ủng hộ cho em Út chạy tại giấy số coi. Ví dụ trong này chơi hả? Em đi bán giấy số quay. Trời ơi trời. Vì sao có vụ đó nữa ông vua? Thiệt đi bán số quay đi thiệt. Mày nói chơi à? Không thiệt. Thiệt. Tắt xe. Rồi rồi quay được cái gì rồi? Thì em cũng đi từ giờ vòng vòng mấy anh em đây rồi đi chợ. Rồi vừa đi rồi mở máy quay luôn vậy đó. Dạ. Rồi mua giấy số cũng quay chúng luôn dính luôn. Dạ. Trời. Chúng mừng cho anh em thôi. Ý là quay chúng thôi vô luôn kìa. Dạ. Mười làm mười năm tổng nói chuyện quái quái cái 996 anh Bảy là anh ruột của anh Kiệt cô chú anh chị cái gì anh Bảy là anh ruột của anh Kiệt là anh Kiệt á bà cộng đồng mạng biết anh Kiệt á nhiều nghe chú ba ơi chưa chút xíu hết rồi em mới con mới chạy giao số chú được hết hả cả đó à đợi chút xíu nghe tại vì em con tính tiền cho anh con cái giúp gọi lại kêu còn 20 tờ đem lại mua hết ông chú quay clip chung mà chắc không về tới đó là hết rồi. Còn ít vé à. Cảm ơn anh Bảy. Còn đâu có nhiêu vé đâu. Nó nói chứ vô đó là có ăn nhậu nữa mệt nữa. Chứ lại lúc này em mới mẫu được thừa mới cách đây có tháng mấy à. Cảm ơn anh Bảy nha. Rồi rồi. Dạ. Quá trời mối mối đây quá trời mối luôn rồi. Thế mời. Về căn nhà gì nó bán hết nè, về hoàn toàn chi cho người ta
Giấy số chị ơi. Mua hết rồi đây. Còn chút xíu nữa hết rồi mọi. Chú mời. Chú mời ơi, tối nằm mơ thấy gì em chú mời, gắn chuột dê vậy chú mời. Này bán số xa dữ. Dạ. Mâm. Mâm mời mâm. Ta đi xa, ta phải đi xe mới, mới không có hao xăng. Dạ. Mr. Mom. À. Mẹ nhớ không? Nhớ con chứ. Nhớ không? Mâm này là đi đi khách sớm mà ở đâu không nhớ biết con chứ. Dễ thương con này tháng mà lên 3 kg. Tưởng đâu anh đó nhà hồi ghé cái không ăn hả? Bán hết tầm dựng phim luôn mà. Không ăn vô. Tao đang xin nay cái chốc việc làm. Dạo đây qua tiếng ghét rồi. Tối dựng rồi. Qua tiếng ghét bán ra cho ngày. Nó có qua bển rồi đó chứ. Nghe vậy giờ lại có nhà. Có. Mới qua bển chứ đâu. Mới ghé bà chủ. Vậy mấy đẹp mà nguyên bàn thôi dọn lên bàn rồi đợi nó mà tao tưởng nó đi nhậu đi nó nhậu. Ở đang là rồi. Hai giờ nó đã nhậu nè, không hả? Dạ, chứ tao đang là vậy. Tại con sợ nhậu chứ con trong kia điện thoại con kêu vô đi, còn như tờ mẫu hát mà con sợ nhậu con hướng ổng vô. Lấy nguyên cây ra thì dạo. Không, mà lấy rồi nè. Trong 2 tờ là nó ra 1 tỷ mấy hả? Mấy rồi. Đúng rồi. 2 tỷ. Tao với số của tao cùng đây cùng lum hết trơn nữa nè. 14 con vịt của bà là sao? 10 con vịt máy. Cảm ơn con. Năm khi nhâm là nói cha. Tao là 2 tờ 10 ngày. Cho nhóc đi học. Đi gần sao? Bắt tao rượu lựa được số nào không đó. Còn mấy gì á? Kìa, nó mua kìa. Mua nào? Còn 08. Không khô khỏi bán mía. 28 08 44 41. Ăn mía cho nó chắc ăn. Để lấy tờ nào ông tờ đi. Mía trả cho em. Em chị mua số rồi. Đó. Có nào thử không? Có 08 28 41. 41 đi. Cái nào à. Rồi, em tờ đi em tờ. Làm tao tốn tiền. Rồi con cảm ơn bác gái. Trời ơi, mua cho có vậy chứ. Thanh xui rồi bác gái. Sáng mua chiều chục. Đóng hội, đóng hội. Rồi, con cảm ơn chú. Chúc chú à, bác gái em may mắn nha. May chứ đừng mắng rồi. May mắn nha. May đâu chứ, chưa tao thấy mắng trước rồi. Còn với bé ai không? Tết rồi con, còn nè. Dạ, khỏe không? Chú khỏe. Cũng nhớ con luôn. Nhớ thì con Phương với ai mà không nhớ. Chú gọi cha con hoài mà cha con đi chạy xe suốt à. Chạy con thấy chú này qua lại. Chú bán tết luôn hả? Ừ. Rồi lúc này bệnh con khỏe chưa? Hết hẳn chưa? Con vẫn còn khá là khác. Cũng còn bệnh mà. Thì nó kêu hai bó. Là đỡ thôi mà vẫn còn khá là khác. Khát mưa. Đỡ thôi ha. Lấy hai bó. Ừ. Mẹ giờ con đi làm mà chú cần á. Con làm công ty hay là làm gì? Làm bà tiệm tóc cho bà chị qua tất cả. À. Gành nghề chưa? Dạ. Gành nghề chưa? À, cái hồi đó không biết nghề, giờ con đi học mà em làm, phụ làm gì chứ. Gần kia, có khách thì mình đang kia. Chú dạy bé không? Ừ. Cố gắng lên. Dạ. Sao mày lại trẻ quá vậy? Không, thấy con khỏe vậy là vui rồi, tại vì lần trước là cháu gái là con của anh Như là bệnh rất nặng, nhưng mà giờ cháu khỏe vậy là mừng rồi đó cô chú anh chị. Ờ, sáng sớm á, mày lại đây mày gặp cô em không? Dạ, tại con chờ cái đây là trễ rồi. Cứ giữ gìn sức khỏe nha con, cho dạ. cho chú gửi lời thăm cha con. Dạ, con chú. Dạ, rồi. Quen lắm, quen với mày, thăm cho nó số á. Dạ. Ờ. Thôi, con chạy về ngoài lấy số luôn mấy cái. Giao giấy số cho chú Ba Tính với lại bạn Xanh. Đường này vô nhà của bạn Xanh hay khó luôn chú chị. Khó chạy quá. Bán nhiệt tình cho anh em mới ủng hộ.
mà khó chạy thì con chút điện trơn quá. Chào chú ba. Chào anh, chào chú. Còn bạn trai coi hết đi mày. Phải uống đủ rượu nữa chú ba. Không lẽ phải uống ly uống nổi. Đang mới mổ xong đâu dám uống. Thì chú ba, ba tạ của chú ba, chú ba. Ờ, chú ba giọng con sắm hai hả? Dạ. Ờ. Còn ba vé nữa đây. Ờ. Thì con biết khách chưa? Còn mấy vé hả? Là hết luôn rồi. Đâu còn có vé nào chú mua? Đặng làm em của chú giúp con luôn. Dạ, còn cũng 11 vé hả? Thôi quá, tôi mua vé. Dạ, giúp con vé, con cũng cảm ơn chú rất nhiều. Đây là chú, còn 280841. Vì có 9 vé gì à? Trời ơi, trả lời của tôi giữ vé. Dạ, bằng cái số này nhiều khi có khách này kia mời người ta mua ha. Nhiều khi con loại mà không có, người ta không mua, nhiều khi thấy cũng tội nghiệp có ha, chạy tới lui cũng tội nghiệp. Dạ không sao, tại mình cái nghề mình đâu phải là, đâu phải lúc nào ta cũng có người chú dạ, cũng dạ. Chúc con ha, mua mai bán đắt dạ. Rồi con bán mà người ta mua, người ta trúng, người ta thương con hay ta mua nhiều dạ. Đặng để cuộc đời nó bớt khổ. Đây buôn bán này cũng cực khổ hay con. Dạ, tính ra năm vé này lại nó chắc hết rồi. Này con. Để thôi còn 20 đấy con, có lấy số nào cho chú ba cũng được con. Cái này mình ủng hộ nhau ha. Dạ, chú cháu mình. Chưa chọn được chứ còn biết lấy số nào. Thì con lấy đại đi. Hả? Chú cho quyền con lấy đại á. Rồi, 28 luôn. Nhưng mà hên ha, chú trúng rồi chú. Rồi. Cảm ơn chú ba tính rất nhiều, chú ba tính vui vẻ. Anh chỉ còn 2 vé 08 này vậy. Dạ. Dạ còn 2 vé 08. Xứ xe, bãi xứ xe. Rồi con cảm ơn chú rất là nhiều luôn. Bãi xe để nữa. Để con thôi tiền. Nó 00208. Còn tờ 41 này con chừa luôn, để con dò luôn nè. 41. Từ nay vô 41 là con trúng độc đắc. Con thôi tiền chú rồi, con cảm ơn chú rất là nhiều nha. Chúc chú may mắn. Nói giờ con tranh thủ con trở về đặng con đi lấy giấy số. Ờ đúng rồi, lấy giấy số rồi đặng bán tiếp con ơi. Dạ. Giờ em chạy ra em lấy giấy số luôn cô chú anh chị. Chào chị Kiểm. Dặn nhiều lắm. Cái chị 96. Cái đó con đã dặn luôn hả? Dạ. Tưởng không dặn lấy luôn. Ta dặn em á. Chị 500 em thò lại 408. 400. Dạ em chạy em đi lấy số. Dạ. Em nói một ngày ha. Đi về Vĩnh Lý. Cảm ơn chị Kiểm nha. Dạ. Cái chỗ lấy giấy số à. Lấy giấy số rồi chị. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Rồi về nhà thôi cô chú chị ơi.